cái gì vậy? Chị thục em cái gì? Dùng mi. Rồi chị ra chiên gói đó chị, em không biết luôn á chị. Con này nó hát lắm. Lại ra con này. Con này không, con này nó mất dạy lắm. Trời ơi, trời mất dạy lắm. Trong đoàn ăn hiếp nó cái này. Bụng lắm. Thật sự bữa nay phải xử nó trên sân khấu mới được. Thôi gì mấy đứa ơi. Ông về tụi mấy ơi. Ông về. Dạ con xin ông một quẻ keo. Và năm nay tụi con có hết mi đi chưa dạ thầy? Thầy ơi tụi con quỳ xuống đít thầy, thầy đừng có địch nha. Thầy trả lời lẹ đi thầy, con giờ hoài thầy. Tụi bay đi. Ừ thầy. Tao cũng bay đi. Thầy gì kìa trời. Ông về tụi mấy ơi.
Ông chị, dạ con xin ông một quẻ keo. Dạ năm nay tụi con có hết BD chưa dạ thầy? Thầy ơi, tụi con quỳ xuống đất thầy, thầy đừng có địch nha. Thầy trả lời lẹ đi thầy, con giờ hoài thầy. Tụi bay BD. Ừ thầy. Ai bên đây? Tao cũng BD. Thầy gì vậy trời? Sổ số tiếp. Đề nghị cô chú chị mình gọi số gọi lại nhé. Chúng mình kiểm tra con gọi bên trên của quý vị nha. Sơn ca, chú chú thấy nha Sơn ca. Rồi quý vị ơi, giơ tay cho chị quý vị. Chị xấu chịu trời ơi. Trời ơi. Chị ra chị giỏi gì đẹp quá, chị mà đẹp dữ vậy trời. Ui à. Rồi, cứ thưa quý vị, và bắt đầu gọi số bên giờ kéo cho nhau nha anh trai. Em chị vô chị đọc chị này đi. Đây nè, đó chị đọc cái dãy số lên nghe nha. Số 1. Chị giơ lên Việt Nam thì nó có 1 Việt Nam ha. 20. Có 2. 3. Có 3. 51. Có 4. Đầy đủ hợp lệ. Số 1. Có 1. 20. Có 2. 32. Có 3. 51. Có 4. Dạ thưa quý vị, 2 ra vé trong lượng 159 và 137 hoàn toàn đúng trong lượng thưa quý vị nha. Và rồi, trao những con gấu bông cho hai người quay số đi. Rồi bên đây cũng là hai con gấu bông luôn Sơn ca ơi. Đó, mọi người nhận được thêm cho em một con gấu bông và bên cạnh đó một phiếu mua hàng nha. Và bao lì xì sẽ được chia làm đôi thưa quý vị, 5 phân vàng sẽ được chia làm đôi. Mỗi người nhận, ủa dòng này là một chỉ. Dạ, mỗi người nhận về giùm em đó là một phân bao lì xì 2.600.000 đồng. Anh kiểm tra giùm em chị, kiểm tra giùm em nha. Trời ơi, chị ăn gì chị đẹp quá vậy chị. Ăn gì đẹp quá trời nào đi trời. Ăn bê đê. Rồi tự nhiên đứng bên đâu chứ quy. Trời ơi. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, bé đẹp. Thế chị sau này cũng đẹp không chị. Cái nhan sắc này phải so sánh với Hồ Tiểu Vy mới được. Trời, chị. Hồ Tiểu Vy chứ. Hồ Tiểu Vy. Mà chị đây là giống như là hai giọt nước quý vị. Đúng rồi. Chị đây là nước suối của con hồ cũng như là nước mắm quý vị nha. Trời ơi là trời. Dạ thưa quý vị, dòng loại này là dòng loại khuyến mãi. Cái mọi lá vé đó là 30.000 đồng là vé trên 5 phân hàng. Mua một vé được tặng một vé. Giá vé được giảm đi cho quý vị nha. Là một lá vé, quý vị được tặng thêm một vé đó thành vé đôi. Và hai cơ hội độc nhã nằm trên một lá vé luôn thưa quý vị. Đó. Và giải thưởng không hề giảm đi. Giải thưởng không ưu như kỹ đó là 5 phân vàng dành tặng cho quý vị. Và quý vị đừng quên cuối giờ hôm nay chúng ta sẽ có chương trình tặng không quý vị một chiếc điện thoại, một cái TV 32 inch và dòng quay số đến từ Đầm Sen Square với giá trị giải thưởng là đến hàng triệu đồng quý vị. Và dòng lời này là tri ân quý vị nha, mua một tặng một luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ người đẹp Sơn ca và người đẹp BP4.